chọn, hãy chọn sống vui vẻ. Bởi vì đời ngắn lắm, cười nhiều một chút, buồn ít thôi, suy nghĩ ít thôi, thoải mái vào, vui vẻ lên, hãy tận hưởng đi. Bởi vì bản thân đâu thể biết trước ngày nào chính là ngày cuối cùng được thức dậy và nhìn thấy mặt trời đâu. Mối quan hệ giữa người với người quá phức tạp, hà tất việc gì cũng phải bận tâm. Người nào đáng quên thì đừng phương vấn nữa. Thân này mệt rồi thì nghỉ chút đi thôi. Tâm này mệt rồi thì cứ ngồi tĩnh lặng. Đừng gồng mình lên mà gánh vác, đừng mải suy nghĩ miên man. Không phải vì ngốc nghếch mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhìn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhìn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn nhường nhịn không phải vì sợ hãi, mà tôi thấy rằng nhìn một chút thì sóng yên gió lặng, nhường một bước thì biển rộng trời cao. Tôi chọn bao dung không phải vì hèn nhát, mà tôi cho rằng giữa người với người cần chấp nhận và bổ khuyết cho nhau thì cuộc sống mới vẹn toàn. Tôi chọn im lặng không phải vì thiếu hiểu biết, mà tôi nghĩ rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức và không công bằng, nếu mở lòng không tính toán để nhìn ra xa thì chuyện gì rồi cũng sẽ nhẹ nhàng qua đi. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc. Tôi chọn lương thiện không phải vì ngốc nghếch, mà tôi hiểu rằng lương thiện là bản tính. Làm người không thể độc ác vì chắc chắn sẽ bị báo ứng. Tôi chọn